đã tìm ra chủ nhân của 4 câu hỏi hay nhất được dùng cho phần thi ứng xử của Hoa hậu Việt Nam 2022. Ứng xử luôn là phần thi căng thẳng và hấp dẫn bậc nhất của các cuộc thi Hoa hậu, với sự tham gia của nhóm thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Phần thi ứng xử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 có 5 câu hỏi, 1 câu do ban tổ chức đặt, 4 câu từ các khán giả, người hâm mộ. Dưới đây là tác giả của 4 câu đó. Cuộc thi câu hỏi diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022. Hơn 400 khán giả, người hâm mộ đã gửi khoảng 3.000 câu hỏi cho ban tổ chức. Các câu hỏi tập trung vào mối quan tâm và các vấn đề của tuổi trẻ như trách nhiệm công dân, học tập, cơ hội việc làm, áp lực cuộc sống, mâu thuẫn thế hệ. Các vấn đề lớn như hội nhập, biến đổi khí hậu và môi trường, các hiện tượng của mạng xã hội. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chọn ra 4 câu để đưa vào phần thi ứng xử cùng với 1 câu của ban tổ chức.